Quay trở lại với Toilet Hall Fan. Vậy hôm nay mình quay trở lại với lại một unit mới con ơi. Đấy, tổ chức là video trước chưa có update 72 part 1 đúng không? Alright, very nice. Và mình có upgrade Mac Cameraman và mình ấy tiến hóa nâng cấp giữa hai phiên bản. Đầu tiên là Mac Cameraman level 1 và nâng cấp lên upgraded Mac Cameraman. Đấy, thì đội hình này mình thấy là cũng khá là khỏe, nhưng mình mới test thử một vài lần và mình thấy làm cho dù nó khỏe đấy, nhưng mà mình sẽ cần hỗ trợ Green Laser để def đầu với cả là Speaker Repair Drone để chống choáng. Bởi vì sao? Ý nước này không chống choáng được. Và cho dù DPS của nó rất là cao, 28.000 DPS, một cái số đam rất là khủng khiếp nha. Tuy nhiên, nó sẽ cần sự hỗ trợ của con chống choáng này. Vì vậy, giờ mới chiến để xem mình có vượt được bao nhiêu Wave Endless nha. Và nếu thích để bỏ lại subscribe của mình, đừng quên là vào shop.com.vn để ủng hộ mình. Và mua unit giá rẻ, mua chiếc giá rẻ hiện giờ đang có combo ưu đãi giảm giá đến 80% lận. Và đặc biệt là tuần này shop của mình sẽ có chương trình mua một tặng một. Khi các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào của game Toilet Hall Defense, chắc chắn sẽ nhận được một món quà, có thể là gem hoặc là unit. Cơ hội nhận quà có thể nhận được 999 gems hoặc là unit, có thể một trong unit như là Upgrade Titan Dreamman, Hyper Upgrade Titan Speakerman, Titan Clawman, Mech Bunny Titan hoặc một unit khác ngẫu nhiên, không có giới hạn lần mua. Vì vậy các bạn cứ mua càng nhiều thì sẽ có càng nhiều quà. Vậy các bạn hãy nhanh tay mua sắm trong cơ hội này để không bỏ lỡ quà xịn nhé. Ngoài ra có cả Toilet Lab làm mới nữa, cho nên mình chưa test thử map này bao giờ. Mình sẽ vào đây và test thử cái map mới xem nào. Ui, map nhìn đẹp nhờ. Vai cửa đáy của map này, hệ thống phòng thủ này, vai chuồng, súng laser kiểu gì đây, vệ tinh ở cái gì đây, cái gì đây, acid à, đẹp vai. Đây như kiểu trên mặt trăng hay một hành tinh nào đó nhỉ. Trạm vũ trụ ngoài không gian. Đây không giống là cơ sở đầu não của Toilet nhỉ. Đây giống kiểu cơ sở đầu não của người ngoài hành tinh đúng hơn. Wow, như kiểu chiến tranh tất cả vì sao ấy, đến trạm vũ trụ trên một hành tinh khác. Và giờ mình đến map Endless nha. Bởi vì không mình không chơi được cái map kia. Map kia mình kiểu ngồi vào chơi xong rồi nó bị loát lâu vãi chưởng ấy, xong rồi nó vào game luôn, mình chưa kịp chọn chế độ chơi. Thế nó cứ chọn easy. À thôi mình chọn Endless đi. Endless nào cũng thế thôi. Lâu lắm rồi mới dùng lại Mech Cameraman level chưa nâng cấp. Đi ngủ luôn mà, bố khỉ thằng này. Max luôn. Trời ơi, chiến luôn max level. DPS là 7.000 hoặc 6.000 ít vết ạ. Nhưng mà ngoài ra nó sẽ làm chậm mục tiêu nha. Đó là một cái thứ khá thú vị. Còn phiên bản mới là không có làm chậm mục tiêu. Thì phiên bản cũ là nó sẽ có 4 cánh tay máy nhá. Mỗi tay là một cái sức mạnh, một cái vũ khí mới. Đó. Cái này là gì đây? Súng này. Là súng minigun này. Đấy, nói chung là mỗi một tay là một cái vũ khí mới, một kỹ năng mới. Đấy, nâng cấp lên. Và giờ mình sẽ đặt phiên bản mới nha. Xem nào, chúng ta có Upgraded Mech Cameraman. Đặt ở phía này là hợp lý nhất. Cho dù cái cận chiến của nó không vươn tới đâu. Và đây đây, sự nâng cấp gọi là rõ rệt giữa hai phiên bản khác nhau. Phiên bản đầu tiên thì trông cũng đẹp đấy, nhưng mà chưa đủ đẹp, trông hơi phèn. Có phiên bản mới thì không có thể chê vào đâu được. Texture, không phải model, animation cũng gọi là hợp của lý, ngon lành luôn. Animation mới, tất cả unit đều có animation mới nhá. Nâng cấp level 1 là 1.000 DPS, còn nâng cấp 2 là 3.000 DPS. Và kỹ năng hiện giờ chỉ có hai tay cận chiến thôi, chưa có súng gì cả. Bên này có một cái dao này, đấy. Uầy, đánh nhanh phết đấy. Và nâng cấp level tiếp theo thì tay này sẽ có một cái dao nữa. Tầm đánh vẫn không thay đổi, thì DPS được 6.000 rồi. Đấy, vòng này là vòng cận chiến, đặt đây không hợp lý lắm. Và mình nâng cấp tiếp level tiếp theo. Thế này, ok, rộng hơn rất nhiều. Mở khóa được một cái súng laser. DPS hiện giờ là 10.000 thôi. Đó, bắn tầm đánh nó khá là rộng nha. Không chắc là team full team Mech Cameraman Upgrade có thể vượt được bao nhiêu Wave Endless. Không biết có đến được Wave 50 không. Bởi vì là mình không nghĩ đây là một unit khỏe lắm đâu. Nhưng mà bây giờ mình có cái chống choáng ấy. Có con này nó sẽ chữa stun rồi, mình nghĩ sẽ ổn. Lúc trước mình có test một lần nhưng mà nó bị choáng hết. Thế mới khó. Nhưng mà mình với cái DPS là 28.000 ấy thì nó khá là khỏe. Mỗi tội là nó không có đánh lan, không có splash hay là AOE. Nên hơi bị khó để vượt Endless nha. Nếu mà không dùng AOE hay là không dùng splash đánh lan thì mình thấy là nó sẽ khá là khó để vượt Endless. Thực ra thì trước mắt nặng thế thôi. Nếu có level 5 là mình sẽ có mở khóa hai súng laser, hai tay cận chiến. Và coi như ít vũ khí hơn phiên bản cũ nha. Phiên bản cũ có 4 vũ khí, 4 kỹ năng. Còn nó có 4 vòng tròn luôn này. Phiên bản mới này chỉ có mỗi 2 vòng tròn thôi. Hơi ít kỹ năng. Nhưng mà được cái là nó mạnh hơn. Và mình max level luôn này. Nó vẫn chỉ có 2 kỹ năng thôi. Đó, à bên này có một cái liềm nữa. Gây đam đau hơn cận chiến. Nhưng mà nó sẽ không được. Gọi là nó sẽ kiểu có phần trăm. Tỷ lệ phần trăm đánh ra cái đam đấy.
Nói chung là cũng là mạnh rồi. Wave 28 có vẻ hơi căng. Đặt thêm một em nữa ở đây. Ở đây được không nhỉ? Ở đây có được không? Wow, tầm nó rộng chưa? Tầm nó bao phủ toàn bộ luôn. Nên mình sẽ thấy đặt ở đây khá là ổn này. Đặt chỗ này đi. Một em nữa ở đây. Nhanh lên. Đặt đi. Và nâng cấp max lên. Cố lên nào. Hơi bị căng nha. Liệu có solo được không? Liệu có cân được không? Cái con Parasite nó nhảy lên đầu cái con Rebel Drone này có cứu không nhỉ? Hình như có đúng không nhỉ? Cố lên. Đừng có thua nha. Mình cố gắng đến được wave 50. Trước là mình có test một lần rồi và coi như là không khả thi lắm ấy. Để xem lần thứ hai có được không. Ui kìa, nó vào nhà tôi kìa. No. Mày qua, được rồi. Khó thực sự. Lúc trước mình không có mang cái con Repair Drone nên nó bị choáng, không làm gì được luôn. Ây chà, nhiều máu vãi trưởng. Nhưng mà vẫn đập được. Mình cần max nốt con này nữa là ngon. Kìa, nó vào nhà tôi kìa, mày qua, ok. Ui, đông vãi trưởng. Không sao, mà lại yếu siêu. Nâng cấp tiếp. Được rồi. Ba cái con mech, upgrade mech này. Khá là tuyệt vời đấy. Cho mình đặt thêm full team là nó sẽ rất là ngon. Full team thì chắc chắn là đập được wave 50 nha. Chắc chắn luôn. Không phản cãi nhiều, mình nói là độ chuẩn là chuẩn. Phải thắng được, không thắng được chứng tỏ rất là gà. Để xem mình có gà không nha. Ôi nhờ, mình cho thêm một con này nữa đây cho nó slow này. Được đấy, con đấy làm slow được đấy. Nên có con green phát nhỉ. Nó phải vào cái tầm cận chiến nó mới đau. Không có cái cận chiến này thì nó sẽ giảm một cái lượng đam rất là lớn nha. Và cho có ba con upgraded max level. Thêm một em nữa ở đâu đó quanh đây. Đây, ok luôn chưa. Và nâng cấp lên. Very nice, go lên nào. Trời ma, đông vậy. Nhưng mà không sao. Bọn này yếu mà, bọn biết từ toilet mình yếu rồi. Con này mới khỏe này. Sao mà có vẻ như khó đấy nhỉ. Chúng đặt con này ấy, các bạn phải tập trung là đặt cho thế nào cho cái tầm cận chiến nó là cái đam chính. Ok nhá, cái tầm cận chiến là cái đam chính. Chứ cái vòng tròn ngoài này thì nó laser nó không đam, nó không cao. Phải là cận chiến cơ. Cái laser nó chỉ là phụ thôi. Và max thêm em thứ tư nữa. Nói chung là team này ngon phết. Mình tưởng nó sẽ khá là khó chơi. Cho thêm một em nữa đây này. Rồi, tất cả đều có trong tầm của cái con Rebel Drone nhá. Nên không phải lo. Vừa nó không phải lo xong là có phải như hơi lo rồi đây. Ui, đông vãi. Nhưng mà vẫn cân được đúng không? Anh em cố lên à? Anh em cố lên. Ủa các bạn xem này. Một đống laser. Vai trường nhằm vào cái mục tiêu. Nhìn đúng là đáng sợ luôn. Mê cung laser. Ô nó. Sao mà khỏe vậy nhở? Không hiểu sao này trông có khỏe mà không. Trong quan bọn này thiếu cái AOE. Nếu có AOE nữa thì nói chung là con này unit này là cái unit rất là bá đạo. Rất là ngon. DPS là 28.000. Cái lượng DPS cũng ngon phết nhở đúng không? Khỏe hơn cả Titan đúng không? Chưa bằng upgrade Titan camera nhưng mà khỏe hơn upgrade Titan speaker. Nó chưa mạnh bằng Godly, chưa mạnh bằng Titan Clover. Nhưng mà đam này khá là ngon rồi. Gấp đôi mấy cái con Mythic cũ luôn là tầm 10.000 đam gì đó ấy. Con Glitch hay là con Lock Laser. Và cho Max thêm một em nữa. Đấy, đứng đây tầm nó bao phủ cả đoạn đường này. Chắc là thêm một em nữa đâu đó quanh đây. Đây, chỗ này được đấy. Và nâng cấp lên. Wave 40. Vẫn đơn giản nha, chưa có gì căng thẳng cả. Next luôn. Và mình sẽ max con nào đây. 45 à, ok max này đi. Và mình sẽ được cân tiếp này. Uầy, team được phết ấy. Mỗi tội là không skip vào nha, không auto skip được. Endless mà auto skip thì mình thấy là không đội hình nào có thể auto skip được. Endless thì chắc chắn không đội hình nào auto skip được mà đến được vòng 100 gì cả nhá, chắc chắn không thể. Nightmare thì còn khác. Chứ mà Endless mà Cái gì đây? What just happened, man? Uầy, phóng như bị chó đuổi vào nhà luôn mà. Ảo thế lại. Bắt đầu đến bây giờ để tiết được là xung quanh mình và đừng quên vào sau đó cho nên để ủng hộ mình và mình sẽ quay trở lại với những video tiếp theo với từ thách mới trong tương lai. Ok, mình có rất nhiều ý tưởng mới sẽ là có trong những video tiếp theo. Bye bye.